Chị phải theo về ở nhà với ảnh, chị có đồng ý không? Đi đâu tôi cũng đi hết á, tại vì Thanh có một mình là không có vướng bận cái gì hết á. Mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Chào chương trình, chào chị. Chị có thể chào khán giả và cho quý vị khán giả biết tên, tuổi cũng như nơi sinh sống của mình. Chào cộng đồng với lại chào mấy em. Chị là tên Đỗ Thị Kim Thanh, năm nay 53 tuổi. Chị Thanh, 53 tuổi. Chị sinh sống ở đâu chị? Sinh sống ở quận 12. Quận 12. Hiện nay trên quận 12 chị Thanh làm nghề gì chị? Mình đi phụ quán ăn đồ này kia nọ đó em. Dạ. Nghề tự do đó. Ở quận 12 là nhà của mình luôn hay nhà trọ? Không chị? Nhà thuê. Nhà thuê ha. Còn cái quê gốc của mình là ở đâu? Quê ngoại ở Hóc Môn. Là quê mẹ ở Hóc Môn. Dạ. Rồi là chị sống hồi nhỏ lớn ở Hóc Môn luôn hả? Không, ba mẹ thì ở dưới quận 10 á, thành phố á, giờ trôi dạt về trên đây sống. Ba mẹ chết hết rồi. Ở quận 10. Dạ. Rồi giờ qua quận 12. Dạ. Nó cũng sát bên mà. Rồi chị Thanh đến với chương trình, tình trạng hôn nhân của chị như thế nào chị? Tình trạng hôn nhân của chị đã ly dị lâu lắm rồi, 20 năm rồi. Chị có một đứa cháu gái đi lấy chồng, rồi ở bên chồng. Giờ chị ở một mình, chị thấy buồn, với lại xem qua chương trình của tụi em á, chị muốn lên đây để nhờ tụi em kiếm cho chị một mảnh ghép mà yêu thương. Có nghĩa là chị xem qua chương trình của tụi em. Dạ. Chị thấy sao mà chị tin tưởng chị tới? Thấy mấy em làm cái điều có lý rồi này kia nọ, với lại cũng kết nối là những người tốt đến với nhau. Dạ. Rồi cảm ơn chị. Chị Thanh nè, chị thôi ông xã mình 20 năm rồi đúng không? Dạ. Trong khoảng thời gian 20 năm đó chị có gặp được cái mối tình nào nữa không? Có quen nhưng mà cảm thấy không hợp là chị dứt khoát liền, chứ không có dây dưa. Không có sống chung ai hết á. Có đến với nhau chưa chị? Chưa, mới làm bạn thôi à. Là mình là làm bạn để tìm hiểu với nhau ha. Từ đó tới nay luôn hả? Dạ. Chưa gặp được mối tình nào đó luôn. Chưa, nếu gặp là đâu có lên này. Không, ý em nói là những cái có cái mối tình nào rồi xảy ra nữa không á? Không. Rồi cuộc sống của mình ở trên đó mình đi làm cụ thể là bán quán gì chị? Như mình phụ quán ăn đồ đó, rồi phụ chừng nửa ngày rồi nửa ngày về nghỉ ngơi. Cuộc sống có ổn không chị? Cũng ổn, sống mình thì ổn. Tháng cũng được 5-6 triệu. Dạ. Yeah. Hai mình thì hơi khó ha. Dạ. Yeah. Cuộc sống ở thành phố Hồ Chí Minh mà hai mình là thấy sẽ hơi khó. Thì vừa đủ ăn à, không có. Rồi. Hôm nay chị Thanh đến để tìm cái mảnh ghép cho cái cuộc đời còn lại của mình. Chị muốn tìm cái mẫu người đàn ông như thế nào? Thì chị cũng muốn kiếm người nào cũng đàng hoàng tử tế, với lại không có cần giàu sang gì đâu, miễn tới với nhau hai đứa thương nhau rồi sống chung với nhau vậy là được rồi. Chị có cần cái người đàn ông là cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu? Không. Đó đâu có gì. Mình... lỡ lùng tẹt rồi sao?
Không, miễn mà người ta lùn ta thương mình là được rồi. Nếu đàn ông nhiều khi đâu có lùn quá đâu mà mình sợ. Chứ người ta có ta lùn hay cao, miễn người ta giờ biết đi làm, biết nuôi vợ là ok rồi, đâu có cái gì lùn cao. Có nghĩa là chị muốn kiếm cái người đàn ông biết lo làm ăn, biết thương vợ đúng không? Dạ. Có cần đòi hỏi ảnh có nhà không? Không. Không cần luôn. Không. Rồi không ở nhà rồi, hai người ở đâu cũng đi nhà trọ ở luôn. Đúng rồi. Miễn nha là hạnh phúc là được rồi, nhà chi. Nhà thì ảnh có con thì ảnh cứ cho con ảnh đi rồi. Hai người bắt tay nhau. Ví dụ như hai người chị nói là miễn hạnh phúc là được. Đúng không? Thì cái chuyện đó em ghi nhận là hạnh phúc là quý. Nhưng mà lỡ cái cuộc sống mà ở Sài Gòn, chị thì làm khoảng 5-6 triệu tháng, nhà tiền nhà trọ, tiền nước rồi tiền ăn uống nữa nó cũng không còn lại là bao, rồi ảnh cũng vậy, rồi liệu nó có hạnh phúc kéo dài không? Trời ơi, đã một khi mà hả chấp nhận thương nhau, dù hồi xưa đó thấy mấy chú thấy không, đi làm đâu có bao nhiêu tiền đâu, mà nhiều khi về mình đã lắm lúc chồng trước tôi nha, mà là ấy nước mắm lên nha, mình kho quẹt lên mình chấm với dưa leo mình ăn cũng đủ. Chứ ngày hôm nay thì mình cứ tâm mình tốt là mình sẽ sống được hết á. Có nghĩa là không ngó lên là vẫn đủ ha. Dạ. Ăn kho quẹt từ từ mình đi lên. Dạ. Thì ấy mình sống theo cái thời thế, chứ bây giờ đi em ăn ngon hả, nhiêu tiền hả, sao đủ. Ấy thì mình phải biết tiết kiệm lẫn với nhau. Rồi thí dụ bây giờ có một anh, ảnh có nhà, ảnh có công ăn việc làm ổn định, ảnh cũng rất là hiền, rồi cũng biết thương yêu vợ con, mà giờ ảnh cũng đang ở độc thân trong cái ngôi nhà đó. Giờ ảnh muốn chị phải theo về ở nhà với ảnh, chị có đồng ý không? Đi đâu tôi cũng đi hết á, tại vì Thanh có một mình là không có vướng bận cái gì hết á. Đi đâu cũng đi hả? Đi đâu cũng đi hết. Sao chị dễ quá vậy? Không phải dễ em, bây giờ đi mình cứ suy nghĩ, bây giờ đã lên đây rồi là người ta thương mình thì hả, nếu mà bất tiện cho ảnh thì chị sẵn sàng chị đi theo chờ với nhau. Đó vậy thôi, chứ bây giờ mình nghĩ gì nữa giờ em. Không có nghĩ. Tới Hà Nội cũng đi luôn. Không xa quá. vậy mà lại hỏi ở đâu cũng đi, đâu cũng đi, đâu cũng giống đi. Như đi tỉnh vậy đó, thường đi Hà Nội đi tỉnh rồi ha. Sao Cà Mau đi được không hả? Cà Mau được không? Được. Cà Mau được chứ đừng ra Hà Nội ha. Hà Nội xa quá hả? Đó thì em muốn hỏi chị để mình trải lòng ra, mình nói cái nào nó cụ thể đặng cho mấy anh biết. Thì chị, để nhiều chị anh... không có vướng bận gì hết á. Nếu chị cảm thấy người đó thương chị là chuyện nha. Rồi chị đi về quê ảnh sống cũng được nữa. Không chị sao. Thanh cao bao nhiêu? Có gần thước 6 á. Cân mét nặng. 6 á. Cân nặng. Cân nặng có 58kg nè. 58. Là... trước khi chị ly dị với ông xã mình á, là chị chỉ có một đứa con thôi ha? Có một đứa con. Là con gái ha? Gái, có bây giờ nó đi lấy chồng, nó ở bên chồng nó. Chứ lại có hai đứa cháu mà tụi nó tự lo cho nhau. Chứ nó ít có lui tới chị lắm, nhiều khi chị cũng buồn á. Xong giờ chị muốn tìm một người bạn lo cho nhau được rồi. Nghe cái tâm trạng của chị nói, cái tâm trạng của chị hiện thời về chắc cái mối tình về chị với chồng chị chắc nó cũng trái ngang lắm hả? Khổ lắm. Chị hồi có đó, thể bộc bạch chút xíu ra được. Hồi đó nó là mới lớn lên á, rồi xong cái gặp ông xã rồi lúc đó chị mới quen có 16 tuổi, 17 tuổi đi lấy chồng rồi. Lại gì nghe người ta nói giờ đi cưới mà không đi mối mình xách vỏ xe người ta làm sao. Cái rồi gia đình chấp nhận cho cưới rồi
về cái mấy năm sau mới đẻ rồi mấy năm sau chia tay, mà lúc đó khổ lắm. Ảnh có gia trưởng không? Không, ổng thì ấy, nhưng mà tại hồi bây giờ hồi đó không hợp với nhau thì xảy ra cái chuyện đáng tiếc thì cũng thấy. Ảnh có rượu chè không? Không, nhưng mà cái thời nó khó khăn mà em biết hả, kia nọ rồi sau này nó túng thiếu đủ bài hết. Thì nó cũng là do xuất phát từ cái vấn đề tài chính ha, giống như đề trong cái bất cập vấn đề giữa tiền bạc cuộc sống hàng ngày ha. Thì đó, bởi vậy nãy em mới nói là chị nói là về sống là sẽ hạnh phúc, nhưng mà chưa có thẳng giống như cái ý nghĩ của mình đâu. Trong cái cuộc sống mình khi nó lỡ mới đầu á thì nó tạm là đủ đi, nó có thể cho mình một cái cuộc sống hạnh phúc, nhưng mà thời gian sau đó bắt đầu người này làm cực người kia làm cực, cái tiền nó không có đủ đáp ứng cho cái cuộc sống hàng ngày của mình á, thì nó sẽ sanh ra nhiều cái chuyện không hay đó. Thì chị đã đi vào cái con đường đó rồi, chị biết rồi. Bây giờ chẳng lẽ mình lại đi theo cái vết xe đổ đó nữa sao? Đó, bây giờ nên em mới hỏi chị phải cần cái người đàn ông như thế nào, có đảm bảo được cuộc sống của mình hay không, rồi có thể là mình có thể tạm gọi là để lo cái cuộc sống nó tạm ổn cho cái tương lai sắp tới nữa. Thì người đó biết là làm ăn này kia nọ được rồi, đừng có đam mê cái gì hết, rồi hai người mình đi làm. Chứ giờ mình mà muốn cao quá thì cũng không có được. Đúng rồi. Cái mình phải dòm lại mình, cái đúng, tầm đúng, đúng. Mình nó như thế nào. Đúng rồi, nhưng mà ở cái chừng mực nào nó cũng có cái giá của nó à. Chị. Ví dụ như không phải là ở đây mình nói để mình đòi hỏi, nhưng mà phải đảm bảo được cuộc sống của hai người và hạnh phúc của hai người. Chứ không phải là mình đòi hỏi là cái gì phải cao sang, giống như là phải nhà cao cửa rộng hay xe, cái chuyện đó thì nó quá đáng. Còn cái này mình chỉ cần cái người đáp ứng đủ điều kiện để mình có thể giữ được cái hạnh phúc lâu dài cũng như cái cuộc sống hàng ngày. Đó. Thì bởi là muốn kiếm là cũng phải có đi làm, rồi Thanh đi làm vô nữa thì mình sống với nhau, chứ đừng lấy nhau về xong cái là không đi làm rồi tiền đâu ăn. Thì đó. Thì em mới hỏi, thì kêu chị phải trải lòng, chị phải hỏi nói ra để mấy anh biết, chứ để chị nói về sống chung với nhau là hạnh phúc của hẳn chưa hẳn hẳn là vậy. Bây giờ chị có thích cái mẫu anh đó mà rượu chè không? Thì uống ít thôi cũng được, nhưng mà tôi không có cấm chồng tôi gì hết, chỉ uống ấy đồ này kia. Chứ đàn ông mà không mấy chút đó thì nó cũng không có mạnh mẽ. Phải có chút xíu rượu ha, nhưng mà đừng có quá chén hay là về nhà có mà củ ghê hay ăn nhậu bơi bét thì mới được. Nếu mà theo như lời Thanh nói, có thể Thanh làm mồi cho chồng Thanh nhậu luôn á. Có lý ha. Dạ. Rồi cà phê thuốc lá sao chị? Thì cũng được đi, nhưng mà hả, mình phải ấy chút, để nhiều quá thì sẽ có bệnh rồi ảnh hưởng đến công việc làm của ảnh, thì cái gì bớt được thì cứ bớt. Lỡ ảnh có gia trưởng rồi sao? Không, cái nó chắc phụ nữ nào cũng không thích cái vụ đó đâu. Thì mấy anh mà có gia trưởng thì mấy anh bớt lại giùm chút. giảm lại cho mấy chị nhờ ha. Dạ. Mà chị Thanh này hình như có like gốc hoa không ta? Dạ không. Không hả? Rồi con chị có thường về thăm chị không? Dạ, cháu nó mắc buôn bán ở nhà rồi lo cho hai đứa cháu đi học nữa. Thành ra ít có về thăm mẹ lắm. Phải lắm lúc đêm tối rồi đó, chị cũng buồn. Mà khỏe thì nó không có buồn, mà bệnh nó càng buồn. Có hai chấm sọc. Rồi bây giờ chị Thanh muốn kiếm cái người, cái ý trung nhân cho cái cuộc đời của mình đó.
Chị muốn kiếm cái người tầm bao nhiêu tuổi mới xứng với chị? 60, 65 thì đi, 70 cũng được, 70 đổ xuống đi. 70 già dữ vậy? Không, tôi thấy chương trình của chú ấy, có nhiều người biết cũng rồi, nhưng mà chị mà. Cái chị năm nay 53. Chị muốn kiếm một người 70. Trời, 70 là liệu có đảm bảo sức khỏe không? Không, mà thấy có nhiều người cũng khỏe lắm mà, đâu có yếu đâu. Thôi. Rồi tắt rồi. Chị là bây giờ là cái mốc của chị muốn tìm là từ 60 trở lên. Vậy đi ha. 60, 70 lỗ lại. 60 cho tới 70. Rồi. Có công việc ổn định. Biết chăm lo cho gia đình. Rượu chè thì chút chút cũng được, cà phê thuốc lá thì cũng được. Chị có thể làm mồi cho ảnh nhậu luôn. Có luôn. Rồi thí dụ như bây giờ ảnh có con nữa, ảnh có một người con nữa rồi chị nghĩ sao? Có gì đâu, thì con ảnh cũng giống như con tôi vậy thôi. Mình lớn hết rồi, cái việc đó là hả ai cũng biết phải ấy hết. Cái gì phần của con là của con, còn phần gia đình là gia đình, chứ chị không nghĩ là ảnh làm mà ảnh lo hết cho chị là cái điều đó là không ai. Từ quận 12 chạy xuống đây có sao không chị? Cũng cỡ 1 tiếng 10 phút á. Có một con đường một qua chạy thẳng cái là tới. Trên đó mình phụ quán cơm hay quán nhậu chị? Quán cơm chứ lại quán bánh cuốn. Rồi, chị làm có nửa ngày à, có khoảng tới chừng độ 1 giờ là nghỉ à, chị đi về. Mình làm sáng sớm ha? Dạ sáng thì đi sớm, có khi có chỗ đi 4 giờ, có chỗ đi 5 giờ sáng. Bây giờ cuộc sống của chị cũng độc thân một mình ha, cũng dễ ha. Dễ lắm, ai thương tôi là tôi đi theo luôn. Tại đâu có vướng bận cái gì đâu, thì cảm thấy người ta mến mình thật sự thì mình đi theo. Bây giờ có một anh cũng khoảng 64, 65 tuổi mà ảnh là làm đội trưởng đội bốc xếp gạo á. Cái tình cảnh của ảnh bây giờ cũng giống như chị vậy đó, ảnh cũng ở một mình. Cuộc sống của ảnh thì nó cũng tương đối ổn. Thì chị có muốn ghép đôi với ảnh không? Thì tan chủ yếu ai thích là thích à. Không có kén chọn gì hết. Sao chị dễ quá vậy? Trời ơi. Mình cũng phải giữ cái giá của mình chứ sao dễ quá. Không phải là tỷ như người ta thích mình rồi xong rồi bắt đầu mới nói chuyện qua lại được. Phải rồi. Tìm hiểu chứ. Thì hợp với ấy là mới chứ không phải là cái ào cái mình xách cố mình đi theo người ta là không đúng. Tại vì tôi nói chuyện nó đúng không rồi, có được dài dòng cho lắm á. Con chị cũng nó cũng mắc bận, cũng ít về thăm chị ha? Ít lắm là lâu lâu rồi xong hả tôi chạy vô, chứ còn nhìn nó cũng ít đi ra ngoài nhà, tại vì nó có hai đứa nhỏ phải chăm. Nhưng mà cuộc sống của nó, vợ chồng nó ổn định lắm. Cháu ngoại hả? Có cháu ngoại. Hai đứa cháu ngoại. Hai đứa cháu ngoại. Giờ chủ yếu là chị đi làm, chị lo cho chị thôi, rồi là tỉ như có chút đỉnh rồi cho cháu nó ăn bánh vậy thôi. Một lần mình đã trải qua như vậy rồi, nó cũng rất là đau khổ đúng không? Đúng rồi. Bây giờ mấy chục năm nay rồi, 20 năm nay rồi. Rồi hôm nay chị nghĩ sao mà chị có cảm tự nghĩ như thế nào, chị đi tìm cái ý trung nhân nữa, chị có sợ nữa không? Có sợ chị bị là không có sợ gì hết, tại lên đây thì
mấy em đã diệt hết rồi thì hả, cũng có người tốt, người ta thấy mình, thương mình. Chứ phần đó chị không có sợ, nhưng mà chị sợ cái tuổi về chiều của mình á, không ai lo, chứ lại đau bệnh, không ai đi mua thuốc uống. Nó hiệu quạnh chị ha? À. Nó thấy nó hiệu quạnh đúng không? Lúc đó mình mới buồn. Sức khỏe chị bây giờ nó có tốt không? Chị không có bị bệnh gì hết á. Tốt ha? Nhưng mà cái trong lòng mình giống như nó cảm thấy nó thiếu thốn gì đó ha, mình phải lo cho cái tương lai về già của mình ha. Đến lúc khỏe thì mình không nghĩ đến đâu, mà đến lúc trái gió trả trời á, cái mình thấy buồn. Chứ đâu ai muốn lên đây để người ta nói này nói kia, mình không nói kia. Chị, tại vì mình lo cho cái cuộc đời của mình, nên người ta có nói gì nói, người ta cũng đâu có lo gì được cho mình đâu. Ví dụ như người ta có khen hay người ta có mắng chửi hay gì đó, người ta cũng đâu có đem lại được cái hạnh phúc cho mình đâu, đúng không? Mình mạnh dạn chị tới đây nè, chị ghi hình thì các anh sẽ thấy, và cái anh đó cũng phải lên hình rồi chị cũng sẽ thấy đó. Nó đảm bảo cái an toàn cho mình nữa. Khi hai người trò chuyện với nhau, nếu mà cảm thấy thích hợp thì hai anh chị tìm hiểu rồi từ từ tiến tới với nhau, chứ nó cũng an toàn hơn. Thì nó sẽ đi đến cái kết quả, mình nói không phải nói là nó thành công mỹ mãn, nhưng mà nó cũng an toàn hơn. Còn nếu mà không được thì cũng giống như bạn bè, có thêm người bạn nữa cũng tốt. Rồi sau đó rồi mình còn nhiều người nữa, chứ không phải là có một mình anh đó hay là một mình chị thí dụ. Rồi chị còn có muốn cái anh đó như thế nào nữa không? Chị cứ nói hết ra đi. À, không, ý là vậy thôi. Mong mấy em thấy ai được giới thiệu cho chị, với cho số điện thoại rồi này kia. Để tìm hiểu ha. Dạ. Để trao đổi qua lại. Tạm thời trước mắt nó cũng đỡ buồn. Dạ. Ví dụ như là bạn bè cũng được, từ từ tiến tới ha. Trời, hôm nay chương trình cũng rất là cảm ơn chị Thanh đã dành thời gian quý báu của mình, tin tưởng chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương của tụi em đến đây ghi hình, cũng như là để tìm cái ý trung nhân cho mình. Tụi em cũng xin phép chị được dùng cái hình ảnh của chị đưa lên không gian mạng. Chị có cho phép không? Có. Mọi thắc mắc của chị và con của chị hay là gia đình của chị sau này kêu tụi em gửi xuống là không gửi được nha. À. Chị có đồng ý không? Có. Vậy là chị đồng ý ha. Rồi, cảm ơn chị. Rồi trước khi kết thúc chương trình nè, chị Thanh có gửi lời gì đến quý vị khán giả cũng như là cái ý trung nhân sắp tới của mình không? Trước tiên là chị cầu chúc cho cái chương trình của mấy em được lan tỏa và phát huy càng ngày càng đi lên, để cho những người cô đơn gặp được cái mảnh ghép yêu thương của mình. Chị có gửi lời tới khán giả hoặc là ý trung nhân của mình không? Thanh có gửi lời là anh nào thương Thanh thật sự thì làm bạn với Thanh, còn mà đứng núi này trong núi kia thì thôi khổ lắm. Thôi nghỉ đi ha. Thôi thì hồi giờ trước khi kết thúc chương trình, chị Thanh chào khán giả ha. Dạ chào. Rồi Mảnh Ghép Yêu Thương cũng chúc quý vị có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc